cô mời một bạn ra bách. Ra bách làm xong đầu tiên, ra bách làm giúp cô A nhá. Cô A, ở đây ta có trừ 21 nhân 7 mũ 2 cộng 17 nhân 7 mũ 2 trừ đi 90 nhân 7 mũ 2 cộng 94 nhân âm 51. Ok, ra bách làm giúp cô nào. Giúp cô là A bằng bao nhiêu? 7 mũ 2 nhân... Ok, chúng ta sẽ đạt được 7 mũ 2 là nhân tử chung ra đúng không? Bên trong sẽ còn âm 21 cộng 17 trừ 90 đúng không? Cộng với lại 94 nhân âm 51 và sẽ bằng bao nhiêu? 49 nhân với lại âm 94. Ok, thì cái này chúng ta sẽ đổi thành cộng với lại âm 94 nhân 51 đúng không? Cái này là 94 nhân âm 51 thì chúng ta có thể đổi thành âm 94 và nhân với 51 đúng không? Kết quả vẫn ra là âm, được chưa? Thế đến đây chúng ta sẽ đặt cái gì ra ngoài? Âm 94 ra ngoài và bên trong sẽ còn 49 cộng 51 và bằng âm 94 nhân 100 đúng không? Và bằng âm 9400. Rồi, ok. Cảm ơn Gia Bách nhé. Ok. Câu tiếp theo, cô B nào. Cô B, mời một bạn bên này đi. Ok, cô B, Nguyên Bảo. Nguyên Bảo làm giúp cô nào. Nguyên Bảo làm cô B giúp cô. Cô B sẽ là 1800 chia cho 450 chia, ok đợi xíu cô viết lại đề nhá. 450 trừ đi 4 nhân 5 mũ 3 trừ 2 mũ 3 nhân 5 mũ 3 okay. Và bằng bao nhiêu? B bằng 1800 chia cho mở ngoặc nào, ngoặc này 4450 chia cho 450 trừ đi mở ngoặc, cái này tính ra bằng bao nhiêu nhỉ? 4 nhân 5 mũ 3, 2 mũ 3 nhân 5 mũ 3 thì 4 nhân 5 mũ 3 chúng ta sẽ tính thành 4 nhân 125. Ok, 4 nhân 125 trừ đi bao nhiêu? 8. 8 nhân đây 5 mũ 2, ok. 8 nhân 25. Ok. Và sẽ bằng cái đoạn đầu thì cứ viết nguyên lại đúng không? Nhân 450 trừ đi 450 trừ đi bao nhiêu? 4 nhân 125 thành 4 nhân 125 chúng ta sẽ tính thành bao nhiêu nhỉ? 500, ok. 500 mà 500 trừ đi 200. Ok rồi. Bằng 1800 nhân với viết nguyên. À ok, 1800 chia cho 450 trừ đi 450 trừ bao nhiêu? 300. Ok. 450 trừ 300 đúng không? Cái này dấu chia. Rồi. Ok. Cái này sẽ là dấu chia và bằng 1800 chia cho 450. 450 ở đây chia bao nhiêu? 150. Ok. Và bằng 1800 chia cho 3. Đáp số bằng 600. Rồi ok nha, cảm ơn. Cảm ơn Nguyên Bảo nhé. Ok, thế thì bài này chúng ta chỉ cần biến đổi từ từng bước một đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi từ từ cái ngoặc nhỏ nhất là cái ngoặc ngoặc tròn này này. Chúng ta biến đổi từng cái, nó đến đây sẽ được thành 500 trừ 200 và thành trừ 300. Chúng ta lại biến đổi tiếp, 450 trừ 300 thành 150. 150 thì là lấy 450 chia 150 được 3 và thành 1800 chia 3 được 600. Ok nhá.
Với những bài này thì chúng ta chỉ cần tính toán cho nó cẩn thận một xíu là ok nha. Rồi, ok. Rồi, ok nha. Các con làm xong bài này thì chuyển qua bài tiếp theo giúp cô nhá. Bài thứ hai, bài này là một bài tính nhanh. Cô lưu ý là tính nhanh nha. Ở bài này thì câu A nó khá là không khó lắm. Câu A thì nó sẽ là một câu không khó lắm nhá. Nó liên quan đến tính chất của dãy tỉ số cách đều. Dãy số cách đều nhưng mà nó đang bị khác dấu đúng không? Khác dấu. Nguyên bảo, cô B nguyên bảo tính lại giúp cô. Không phải chia 5. Điểm 8. Rồi ok. Ok nha. Mình chiết câu D. Câu D đáp số nào phải chia cho một cái nữa. Mình chiết ạ. Mình chiết tính lại giúp cô nhá. Ok. Ok nha. Thế bây giờ câu A. Câu A ở đây cô cho bài nhá. Câu A sẽ là C bằng 2 trừ 4 cộng 6 trừ 8 cộng 10 trừ đi 12 cộng chấm 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 cộng với lại 98 trừ đi 100. Rồi ok. Bài này thì bạn nào làm giúp cô nào? Nam Anh tính bài này bằng bao nhiêu? Xin nãy cô con xung phong mà. Nam Anh tính bài này bằng bao nhiêu? Lại nhầm đề. Thế Liên Thành xong chưa? Gia Bách thì làm nhanh rồi. Gọi một bạn khác đi. Câu 4 phần A cho người làm bài này. Ok, Đức Anh đi. Đức Anh làm cái này giúp cô nào. Đức Anh. C, con phải tính bằng bao nhiêu Đức Anh? Hai C. Tính 2C. Cần gì phải tính đến 2C đúng không? Đầu tiên là C số hạng. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tính C có số hạng bằng bao nhiêu. Tại sao chúng ta lại tính như thế? Ở đây chúng ta để ý này, 2 trừ 4 bằng bao nhiêu? 2 trừ 4 bằng âm 2 đúng không? 6 trừ 8 âm 2, 10 trừ 12 cũng âm 2. Cái này cũng bằng âm 2 đúng không? Có nghĩa là với cái một cái dãy này chúng ta sẽ tách được thành từng nhóm 2. Từng nhóm có hai số 1 và hai số đấy gộp lại chúng ta sẽ ra được một cái là âm 2 đúng không? Cái này là âm 2 này, cái này cũng âm 2, cái này cũng âm 2 và chúng ta cũng âm 2. Thế thì chúng ta phải tìm ở đây xem là cái dãy này có bao nhiêu số hạng để chúng ta chia nhóm 2 ra đúng không? Thế thì số hạng ở đây sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 102. Ở đây chúng ta sẽ có số hạng bao nhiêu? Số hạng chúng ta sẽ lấy 100 trừ đi 2 chia cho khoảng cách chia cho 2. 100 trừ 2 chia 2 cộng 1 đúng không? Và bằng bao nhiêu số? 17. Số 17. 100 trừ 2 bằng 98. 98 chia cho 2 là 50. 98 chia 2 50. 49 cộng 1 là 50. Có 50 số hạng đúng không? Có 50 số hạng mà chúng ta đang gộp hai số 1 lại với nhau thì chúng ta sẽ có bao nhiêu nhóm? 50 số mà mỗi cái chúng ta lại gộp hai số lại với nhau thì chúng ta có bao nhiêu nhóm? 50 chia cho 2 đúng không? Chúng ta đang gộp hai cái này lại mà thì sẽ là C sẽ bằng 2 trừ 4 đúng rồi, 25 nhóm cộng 6 trừ 8 cộng 10 trừ đi 12 cộng với lại 98 trừ đi 100. Ở đây nó sẽ có bằng âm 2 cộng
âm 2 cộng âm 2 cộng với âm 2. Cái này chúng ta sẽ tính ra được bao nhiêu nhóm nhỉ? 50 mà nhóm 2 số lại với nhau thì có nghĩa là có 25 nhóm bằng âm 2 nhân với lại 25 nhóm đúng không? Và bằng âm 50. Ok nhỉ? Với bài này thì chúng ta chỉ cần biết cách nhóm. Biết cách nhóm là chúng ta sẽ nhóm hai số 1 lại với nhau. Chúng ta thấy hai số 1 lại với nhau, chúng ta sẽ tính ra được đều bằng âm 2 đúng không? Và cái dãy này nó có 50 số, 50 số tương ứng với lại 20 nhóm 2 đúng không? 25 nhóm 2 thì chúng ta lấy âm 2 nhân 25 sẽ được ra là âm 50. Ok. Mình chiết câu B, mình chiết tính lại giúp cô nhá. Câu B thì nó sẽ có, cô thấy ở đây các con làm có khá là nhiều đáp án. Nó chia ở đây đáp án của chúng ta sẽ là 3 mũ 2024 trừ đi 1, tất cả chia cho 8. Chia cho 8 nhé, không phải chia cho 9. Thế thì tại sao ở đây lại như thế? Ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích đề này. Ở đây ta có này, 1 này, 3 mũ 2, 3 mũ 4, 3 mũ 6 và 3 mũ 2022. Thế thì ở đây nhá, 1 lên đến 3 mũ 2, nó đang cách là 3 mũ 2 đúng không? 3 mũ 2 mà nhân 3 mũ 2 ra được 3 mũ 4, 3 mũ 4 nhân 3 mũ 2 được ra 3 mũ 6 đúng không? Nhưng mà khi mà để một cái tổng này chúng ta tính này, nó không phải là một dãy cách đều. Nó không phải là một dãy cách đều thì chúng ta không thể tính dựa theo số số hạng và tính tổng của dãy cách đều được đúng không? Mà chúng ta phải tìm ra một cái quy luật khác. Thế cái quy luật khác ở đây là gì? Chúng ta để ý này. 1 lên đến 3 mũ 2 thì nó sẽ có 3 mũ 2 đúng không? 3 mũ 2 lên 3 mũ 4. Cái này là nhân thì cái này cũng phải nhân với 3 mũ 2 để được ra 3 mũ 4. 3 mũ 4 nhân với 3 mũ 2 cũng sẽ được 3 mũ 6 đúng không? Thì tương tự sẽ có một cái số ở trước cái 3 mũ 2022 này để nhân lên, cũng phải nhân với lại 3 mũ 2 để ra được 3 mũ 2022 đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ lấy 3 mũ 2 mà nhân với D sẽ bằng, chúng ta thử lấy nhá, 3 mũ 2 này nhân với D sẽ bằng 3 mũ 2 cộng với lại 3 mũ 4 cộng với 3 mũ 6 cộng 3 mũ 8 cộng với chấm 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 cộng đến 3 mũ 2024. Thế khi mà chúng ta có 3 mũ 2D nhé, mà chúng ta viết D lại này, D lại đang bằng 1. Viết đây, D sẽ bằng 1 cộng với 3 mũ 2 cộng 3 mũ 4 cộng chấm 3 mũ 6 cộng chấm 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 cộng 3 mũ 2022. Chúng ta có thể nhìn thấy 3 mũ 2 nhân với D mà chúng ta trừ đi D thì có phải là 3 mũ 2, 3 mũ 2 là hết đúng không? 3 mũ 4, 3 mũ 4 hết, 3 mũ 6, 3 mũ 6 hết. Thì nó sẽ hết từ 3 mũ 2 mà đến 3 mũ 2022. Nó sẽ triệt tiêu được hết đúng không? Chúng ta lấy 3 mũ 2 nhân với D mà trừ đi D nó sẽ bằng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 6 cộng chấm chấm cộng đến 3 mũ 2024 trừ đi 1 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 4 cộng chấm chấm cộng đến 3 mũ 2022. Thì nó sẽ hết đi, nó chỉ còn lại mình cái là bao nhiêu? 3 mũ 2024 trừ đi 1 đúng không? 3 mũ 2024 trừ đi 1. Bởi vì 3 mũ 2 này là hết nhá. 3 mũ 4 là hết nhá. Nó sẽ hết, nó đến hết cả cái này. Nó chỉ còn thừa lại 3 mũ 2024 trừ đi 1 đúng không? Mà 3 mũ 2 nhân D sẽ bằng, 3 mũ 2 là bằng 9. Lưu ý ở đây nhá, 3 mũ 2 nhân 2 bằng 9D mà đang trừ đi 1D đúng không? 9D trừ đi 1D sẽ bằng 3 mũ 2024 trừ đi 1. Thì có nghĩa là 8D sẽ bằng 3 mũ 2024 trừ đi 1. Vậy suy ra D bằng 3 mũ 2024 trừ đi 1 mà chia cho 8. Ok chưa? Cái này sẽ là 3 mũ 2024 trừ 1 chia cho 8 nhé. Ok, thế thì ở đây chúng ta lưu ý giúp cô này. Cô thấy các con làm nhé. Cô thấy các con làm này. Thì ok, các bạn đều ra cái hướng là sẽ nhân 3 mũ 2 nhân với D đúng không? Nhưng mà đến cái đoạn này chúng ta đang bị nhầm giữa là chia cho bao nhiêu. Thì chúng ta cứ đặt bút ra tính nhá. Đầu tiên này chúng ta lấy 3 mũ 2 nhân D trừ đi D đúng không?
3 mũ 2 nhân D trừ đi D sẽ bằng 9D trừ đi D và bằng 8D. Vậy có nghĩa là chúng ta phải lấy 3 mũ 2024 trừ 1 chia cho 8. Nó sẽ suy ra D nhá. Các con lưu ý hết sức là chú ý chỗ này. Nó không phải là chia cho 9. Chắc là khi nãy đang có một số bạn nhân, ví dụ 3 mũ 2 lại tính ra là bằng 6 đúng không? Thế lại lấy chỗ này chia cho 6. Hoặc là có bạn không chia luôn. Thì có nghĩa là ở chỗ này chúng ta đang bị nhầm lẫn một cái chỗ nào đó. Thì chúng ta hết sức lưu ý giúp cô nhá. Chúng ta nhân lên. Nhân lên trừ đi chúng ta phải còn lại bao nhiêu để chia, đúng không? Nhân lên sẽ ra thành 9D, mà 9D trừ đi 1D sẽ còn 8D. Vậy bản thân chúng ta đang phải tính D cơ mà, đúng không? Chúng ta đang tính D chứ chúng ta không tính 8D nhá. Phải chia cho 8. Vậy đáp số của bài này sẽ là 3 mũ 2024 mà trừ đi 1 và chia cho 8. Ok nhá. Ok nhá. Ok nha, bài này thì chúng ta chỉ cần lưu ý là ở đây phải chia cho 8, nghĩa là 9D trừ D sẽ còn 8D nhá. Không khó khăn gì cho lắm. Rồi, ok nha. Thế thì xong bài này thì các con làm bài tiếp theo giúp cô nhé. Bài tiếp theo là một câu rút gọn. Và cái phần rút gọn này thì các con lưu ý này, sẽ làm cho một làm bằng cái cách nào hợp lý và nó nhanh nhá, chứ không phải là tính chay ra từng cái mà rút gọn đi đâu nhỉ. Nhớ nhá, làm một cách hợp lý. Rồi, ok nha. Bài này tự dưng thấy lớp mình có vẻ như là bị chồng lại ấy. Thế thì ở đây cô chữa bài nhá. Cô A này, cô A cô đang có E bằng 50 trừ đi 4/13 cộng 2/15 trừ đi 2/17 chia cho 100 trừ đi 8/13 cộng 4/15 và trừ đi 4/17. Thế thì ở đây chúng ta sẽ để ý cả từ cả mẫu của hai cái này nó có đang có cái gì chung đúng không? Mục tiêu là chúng ta sẽ rút gọn một cách nhanh nhất nhé. Không phải là tính tất cả ra xong rồi rút gọn đúng không? Tại vì cái việc tính tất cả ra ở đây nó rất là khó, nó bị lằng nhằng đúng không? Ở đây mẫu này 13, 15, 17, cái việc tính ra như bình thường nó sẽ không tính được. À sẽ tính được nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian đúng không? Thì chúng ta để ý nhé. Ở đây này có này 13, 15, 17. Ở dưới cái mẫu ở dưới nó cũng có này, 13, 15, 17 chưa? Tiếp theo này, 50. Ở đây là 50, cái số đầu tiên 50 nhá. Số thứ hai đang là 100. Thế thì 50 x 2 có phải ra 100 không? Đúng không? 50 x 2 đang ra 100 này. 4, ở trên đây là 4/13, mà ở dưới là 8/13. Thì có nghĩa là 4/13 x 2 ra được 8/13 chưa? Đúng không? 2/15 x 2 có bằng 4/15 không? 2/17 nhân 2 ra được 4/17 chưa? Có nghĩa là mỗi cái số hạng ở bên trên tử này nhân 2 lên nó sẽ ra được các số hạng ở mẫu tương ứng đúng không? 50, 100, 4/13, 8/13 và 2/15, 4/15, 2/17 và 4/17. Mỗi số hạng bên trên nhân 2 lên nó sẽ được ra cái mẫu ở bên dưới đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần ở bên trên chúng ta giữ nguyên nhá. 50 trừ đi 4/13 cộng 2/15 trừ đi 2/17 này. Ở bên dưới chúng ta chỉ cần đặt 2 ra ngoài đúng không? Thì bên trong nó sẽ còn lại là 50 trừ đi 4/13 trừ đi cộng với 2/15 mà trừ đi 2/17. Ra chưa? Chúng ta chỉ cần nhìn để ý một xíu này, cái mẫu nó đang gấp đôi cái tử đúng không? Cái mẫu số đang gấp đôi cái tử số, chúng ta chỉ cần đặt 2 ở cái mẫu số ra ngoài, nó xuất hiện luôn tử đúng không? Mà cái này với cái này rút gọn đi được hết thì đáp án của chúng ta sẽ bằng 1/2 đúng không? Với những cái bài này nhá thì các con lưu ý này.
Ok, nguyên bảo lập đúng rồi. Với những bài này các con chỉ cần lưu ý này, chúng ta để ý cả từ cả mẫu của nó, xem nó có cái gì, nó có thể rút gọn đi được không, đúng không? Đúng không? Cả từ cả mẫu nó sẽ có cái gì chung để chúng ta rút gọn đi. Thế thì như câu A, chúng ta nhìn sẽ thấy được là mẫu đang gấp đôi từ, thì chúng ta đặt 2 ở mẫu ra ngoài, bên trong sẽ xuất hiện được từ, rút gọn đi sẽ còn được 1/2, đúng chưa? Thế tiếp theo đến câu B. Cô B thì nhìn nó sẽ hơi lằng nhằng hơn một xíu. Cô B ở đây chúng ta có nhá, 2 này, 2/5, 7/5, 2/9, 7/9, 2/11, 7/11. Dấu ở đây tương ứng xuống là giống nhau đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần nó đang có cái gì giống nhau? Phần 5, phần 9, phần 11 và phần 5, phần 9, phần 11 giống nhau chưa? Giống nhau rồi đúng không? Tiếp theo này, ở đây có 1/3, 1/4, 1/5. Thế thì cái này có 6, 8, 10, 3, 4, 5. Tương ứng nhân 2 lên nó có ra được 6, 8, 10 không? Ra được đúng không? Thế có nghĩa là cái mẫu số ở cái bên trên nó đang bằng 1/2 của cái mẫu ở cái bên dưới. Ở hai cái này thì nó đang giống nhau. Thế thì chúng ta chỉ cần đặt ra ngoài để cho nó xuất hiện được cái nhân tử chung thôi đúng không? Câu B, F sẽ bằng 2/5 mà trừ đi 2/9 cộng 2/11 chia cho 7/5 trừ 7/9 cộng 7/11 trừ đi 1/3 trừ 1/4 cộng 1/5 chia cho 1/6 trừ 7/8 cộng 7/10 chia cho 2021 trên 2022. Ok, thế thì ở đây chúng ta để ý thêm này. 1/6 là cái hỗn số đúng không? Hỗn số này mà chúng ta đặt hỗn số này mà chúng ta phân tích thành phân số thì nó sẽ bằng luôn bao nhiêu? 1/6 ra phân số nó thành 7/6 luôn đúng không? Nó thành 7/6. Thế thì ở đây ở cái mẫu ở cái tử số nhá, của cái đầu tiên chúng ta sẽ đặt 2 ra ngoài đúng không? Bên trong sẽ còn 1/5 trừ đi 1/9 cộng với 1/11 ở dưới chúng ta sẽ đặt bao nhiêu ra? Đặt 7 ra ngoài, bên trong còn 1/5 trừ 1/9 cộng với 1/11 mà trừ đi 1/3 trừ 1/4 cộng 1/5 giữ nguyên. Ở đây cái 7/6, 7/8, 7/10 thì chúng ta sẽ đặt cái gì ra ngoài nhỉ? Chúng ta đặt 7 ra ngoài trước đúng không? Nếu mà đặt 7 ra ngoài thì bên trong còn 1/6, 1/8, 1/10, nó vẫn chưa giống cái bên trên. Thế thì cái mẫu ở bên dưới nó đang gấp đôi cái bên trên, chúng ta đặt 7/2 ra bên ngoài thì bên trong sẽ còn 1/3 trừ đi 1/4 cộng với 1/5 chưa? Ở đến đây là xuất hiện được những cái nhân tử chung chưa? Cái đầu tiên chúng ta sẽ xuất hiện được ra là cái phần 1/5 trừ 1/9 cộng 1/11 giống nhau, rút gọn đi được đúng không? Tiếp theo sang cái phân số thứ hai, nó sẽ có 1/3 trừ 1/4 cộng 1/5. Ở bên dưới cũng có 1/3 trừ 1/4 cộng 1/5, rút gọn đi là hết đúng không? Ở đây là chia cho 2021 phần 2022 và sẽ bằng bao nhiêu? 2/7 trừ đi, ở bên trên là còn 1 đúng không? Đặt 1 ra bên ngoài này, 1 chia cho 7/2, 1 mà chia cho 7/2 chia cho 2021 phần 2022 sẽ bằng 2/7 trừ đi 2/7, 1 chia cho 7/2 thì sẽ được ra 2/7 đúng không? Và chia 2021 phần 2022. Và đáp án của chúng ta là 2/7 trừ 2/7 hết rồi đúng không? 0 chia cho 2021 phần 2022 sẽ bằng 0 luôn đúng không? Ok. Ok nha. Thế thì bài này khó à? Và này chúng ta chỉ cần để ý một chút ở cái phần mẫu phần tử số và cái phần mẫu số, xem chúng ta có đặt được ra một cái nhân tử chung nào không để chúng ta rút gọn đi được đúng không?
Thế thì như cô A thì nó sẽ dễ nhìn hơn, như cô B thì chúng ta phải nhìn kỹ hơn một xíu. Ok, bài này thì có Nguyên Bảo làm đúng nhá. Ok. Ok nhá, cô chưa bài nhá. Ok, về phần rút gọn này thì nó ở như câu A nó đang có 2 mũ 3, 5 mũ 2, tất cả mũ 4 đúng không? Và tiếp theo 2 mũ 10 nhân 5 mũ 7 thì ở đây chúng ta nhìn ra nó sẽ có nhân tử chung chứa 2 và 5 đúng không? Nhân tử chung của chúng ta sẽ chứa 2 và 5, quan trọng là cái số mũ ở bên trên là bao nhiêu và số mũ ở bên dưới là bao nhiêu để chúng ta rút gọn đi đúng không? Thế thì ở đây cô A nhá. Cô A cô có g bằng 2 mũ 3 nhân với 5 mũ 2 tất cả mũ 4 chia cho 2 mũ 10 nhân 5 mũ 7. Thế thì ở đây 2 mũ 3 tất cả mũ 4 sẽ được bằng bao nhiêu nhỉ? 2 mũ 3 tất cả mũ 4 chúng ta sẽ viết thành 2 mũ như thế này đúng không? Nhân với lại 5 mũ 2 tất cả mũ 4 viết tách ra nó sẽ là như thế này, chia cho 2 mũ 10 nhân 5 mũ 7 và sẽ bằng bao nhiêu? 2 mũ 3 tất cả mũ 4 sẽ bằng 2 mũ 2, 2 mũ 3 nhân 4 đúng không? 2 mũ 3 tất cả mũ 4 sẽ thành 2 mũ 3 nhân 4 và là 2 mũ 12 nhân với lại 5 mũ 2 nhân 4 là 5 mũ 8 chia cho 2 mũ 10 nhân với lại 5 mũ 7 và sẽ bằng bao nhiêu? Cái này chúng ta sẽ đạt được 2 mũ 10 nhân 5 mũ 7 ra ngoài đúng không? Và nhân với 2 mũ 12 mà đặt 2 mũ 10 ra ngoài thì còn 2 mũ 2 nhân 5 chia cho 2 mũ 10 nhân 5 mũ 7 và sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 5 bằng 20. Ok chưa? Viết thành 20 rồi luôn được. Ok. Bài này thì biến đổi đơn giản thôi đúng không? Tiếp theo đến cô B. Cô B cô đang có H bằng 3 mũ 10 nhân 11 cộng 3 mũ 10 nhân 5 chia cho 3 mũ 9 nhân 2 mũ 4 bằng. Ở đây thì nó đang liên quan đến một dấu cộng đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy này, có 3 mũ 10 nhân 11, 3 mũ 10 nhân 5, ở dưới lại có 3 mũ 9 nhân 2 mũ 4. Thế thì ở bên trên chúng ta có đặt được 3 mũ 10 ra ngoài không? Đặt nhân tử chung là đặt 3 mũ 10 ra ngoài. Bên trong sẽ còn bao nhiêu? 11 cộng với 5 và chia cho 3 mũ 9 nhân 2 mũ 4 và bằng 3 mũ 10 nhân với lại 11 cộng 5 bằng 16 chia cho 3 mũ 9 nhân 2 mũ 4. Và cái này 3 mũ 10 nhân với 16 chúng ta viết được thành 2 mũ mấy? 16 chúng ta viết được thành 2 mũ 4 đúng không? Thành 2 mũ 10. À, 3 mũ 10 nhân 2 mũ 4 chia cho 3 mũ 9 nhân với lại 2 mũ 4. Cái này rút gọn đi sẽ còn 3 đúng không? 3 mũ 10 2 mũ 4, 3 mũ 9, 2 mũ 4 thì chỉ còn 3 mũ 1, 3 mũ 1 ở bên trên và bằng 3, đúng chưa? Ok. Rồi ok, thì bài đối với bài này thì cô thấy các bạn làm khá là đúng. Làm nhanh đúng, không bị lẫn như bài khi nãy. Ok nha. Thế thì khi mà xong bài này này, cô sẽ có một bài tiếp theo. Bài tiếp theo một câu rút gọn. Câu rút gọn này. Câu rút gọn này cô sẽ có một cái gợi ý, đấy là câu rút gọn này nó sẽ biến đổi được thành cái dạng mà chúng ta hay làm gần đây. Rút gọn tính nhanh ấy. Thì ok. Phần này các con sẽ tính như nào?
Xem bạn nào làm nhanh nhất câu này nào. Xem bạn nào có hướng để làm câu này. Ở đây nhá, chúng ta lưu ý này, nó sẽ là một mà trên các cái tổng đúng không? Các cái tổng liên tiếp này, tổng đầu tiên là 1 cộng 2, tiếp theo 1 cộng 2 cộng 3, tiếp theo 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 và tiếp theo là đến cái tổng 1 cộng đến tận 2221 thì cái việc tính thông thường của chúng ta nó sẽ không tính được đúng không? Chúng ta phải tìm một cách nào đó nhanh hơn. Lưu ý là cái mẫu ở bên dưới nó đang là nó giống như tổng của một cái dãy cách đều đúng không? Thì để xem các con xử lý cái mẫu nó như thế nào. Ok nha, bài này Hải Phú làm xong đầu tiên thì Hải Phú thử phân tích cách làm giúp cô nào. Hải Phú, Hải Phú con phân tích cách làm giúp cô. Con làm cho em giúp cô là đầu tiên cháu tính làm được nơ bằng 1 phần 3 cộng 1 phần 6 cộng 1 phần 10 cộng chẳng cộng nhớ 1 phần 2021 nhân 2022 chia 2. Đúng rồi. Chúng ta sẽ tính như thế đúng không? Đúng rồi. 1 phần 2P à 1 phần 2 nơ bằng 1 phần 2 1 nhân à 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4. Đúng rồi. Cộng nhân 1 phần 2 cũng 2021 nhân 2022 đúng không? Rồi ok. Cái cách làm của chúng ta sẽ là như thế. Chúng ta sẽ tính từng cái tổng này ra để chúng ta phân tích được đúng không? Thế thì khi mà chúng ta tính cái tổng này, chúng ta lưu ý giúp cô này, cái tổng này đang là tổng gì? 1 cộng 2, nó là 1 cộng 2 nhá. Tiếp theo 1 cộng 2 cộng 3, tiếp theo 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 và tiếp theo 1 cộng 2 cộng 3 đến 2021 thì mỗi cái tổng ở dưới mẫu này nó đang là tổng của một dãy cách đều đúng không? Mà cái tổng của một dãy cách đều thì nó là cách tính tổng của một dãy cách đều là sao nhỉ? Chúng ta sẽ lấy số số hạng nhân với lại tổng của số đầu cộng số cuối chia cho 2 đúng không? Có nhớ không nhỉ? Đầu tiên nhá, tổng của dãy tỉ số cách đều này. Sẽ là lấy số số hạng đúng không? Số số hạng nhân với lại tổng số đầu cộng số cuối. Mà chúng ta chia cho 2 đúng không? Số số hạng nhân số đầu cộng số cuối chia cho 2. Thế thì với cái dãy này chúng ta cũng sẽ tính từng cái tổng một như thế. Đúng không? Hải Phú cũng tính như thế đúng không? Và khi lúc sau thì con sẽ đặt được 2 ra ngoài được chưa? Thế thì khi ở đây nhá, chúng ta có n sẽ bằng này. 1 chia cho ở đây số số hạng chúng ta tính được ra là bằng 2 đúng không? 2 nhân với lại bao nhiêu? Tổng của số đầu của số cuối là 1 cộng 2 chia cho 2 sẽ bằng 2 nhân 3 và chia 2 đúng không? Tiếp theo cộng với lại 1 chia cho 1 cộng 2 cộng 3. Thế thì ở đây là có 3 số, số số hạng là 3 đúng không? Tổng số đầu cộng số cuối 3 cộng 1 được 4 chia cho 2 cộng với lại 1 chia cho ở đây số số hạng là 4 nhân với lại bao nhiêu? Số đầu cộng số cuối là 4 cộng 1 là 5 và chia cho 2 cộng chấm 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 cộng với lại 1 mà chia cho bao nhiêu? Ở đây có 2021 số hạng đúng không? 2021 số hạng nhân với lại tổng số đầu cộng số cuối bằng 2022 và chia cho 2. Đúng chưa? Mục đích của chúng ta là nó sẽ xuất hiện được 1 chia cho 2 nhân 3, 1 cộng 1 chia cho 3 nhân 4, cộng 1 trên 4 nhân 5, cộng chấm 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 cộng đến 1 trên 2021 nhân 2022 thì cái tổng như thế chúng ta đã làm rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà từ cái bước này đến bước này thì chúng ta chỉ cần biến đổi để ý để biến đổi được ra được cái dạng chúng ta đã làm quen đúng không? Và cái này chúng ta đặt được ra là bao nhiêu? 2. Cái này chia cho 2 thì đặt được 2 lên trên là bằng 2 nhân 3 cộng 2 chia cho 3 nhân 4 cộng 2 chia cho 4 nhân 5
cộng chấm 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 cộng đến 2 chia cho 2021 mà nhân 2022. Đúng không? Đến đây chúng ta đặt 2 ra ngoài, bên trong sẽ còn 1 trên 2 nhân 3 cộng 1 trên 3 nhân 4 cộng 1 trên 4 nhân 5 cộng chấm chấm cộng đến 1 trên 2021 nhân với lại 2022. Và sẽ bằng 2 nhân với lại 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Đúng không? 1 trên 2 nhân 3 chúng ta phân tích thành 1 phần 2 trừ 1 phần 3. 1 phần 3 nhân 4 chúng ta viết thành 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4 cộng với 1 phần 4 trừ đi 1 phần 5 cộng chấm chấm cộng với 1 phần 2021 trừ đi 1 phần 2022. Và sẽ bằng 2 nhân với lại 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2022 và bằng 2 nhân với 2022 trừ 2 là còn 2020 chia cho 2 nhân 2022. Ở đây chúng ta sẽ 2 với 2 rút gọn đúng không? 2020 mà chia cho 2022 sẽ là 1010 chia cho 1011. Ok rồi đúng không? Ok. Ok. Thế thì đối với bài này nhá, chúng ta chỉ cần lưu ý giúp cô này. Từ cái đề bài chúng ta phân tích được ra cái này, chúng ta sẽ nhờ vào cái tổng của dãy tỉ số cách đều đúng không? Tổng của một dãy tỉ số cách đều nó sẽ bằng số số hạng nhân với số đầu cộng số cuối và chia cho 2. Và từng cái mẫu này nó là một cái dãy số cách đều đúng không? Ok chưa? Ok, thế thì Nguyên Bảo cũng làm cách này đúng không? Hải Phú thì lúc đầu con cũng tính từng tổng ra, sau rồi con mới tách hai ra đúng không? Làm như thế cũng được nhá. Rồi ok. Còn cái cách này chúng ta sẽ nhìn một cách nhìn một cách tổng quan hơn để nó suy ra được cái tích này, 2 x 3, 3 x 4, 4 x 5 và 2021 x 2022 đặt hai ra ngoài nó sẽ ra được một cái dãy mà chúng ta đã quen thuộc, chúng ta làm một cách quen thuộc rồi đúng không? Ok. Nhìn đề bài thì nó có vẻ là hơi dài, nhưng mà khi chúng ta phân tích ra thì nó lại quay về một cái dạng quen thuộc mà chúng ta đã làm nhé. Chắc có thấy hơn. Ok nha. Thế thì nếu mà khi các con đã làm được câu này thì chắc chắn sẽ làm được câu tiếp theo là câu 10. Câu 10 ở đây cũng rất gọn. Và chúng ta cũng để ý giúp cô là nó vẫn đang có 1 cộng 2 này, 1 cộng 2 cộng 3, tiếp theo lại đến 1 cộng 2 cộng 3 và cộng đến 20. Nó vẫn là một cái dãy tỉ số cách đều đúng không? Ok nha, vì không còn nhiều thời gian nên là cô sẽ cùng làm với các bạn luôn nhá. Câu này chúng ta sẽ là P bằng 1 cộng với lại 1 phần 2 nhân 1 cộng 2 cộng 1 phần 3 nhân với 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng 1 phần 20 nhân 1 cộng 2 cộng 3 cộng đến 20 đúng không? Cái này sẽ bằng, viết nguyên lại là 1 cộng với 1 phần 2 nhân bao nhiêu? 1 cộng 2 chúng ta sẽ viết lại thành 2 nhân 3 chia cho 2 đúng không? 2 nhân 3 chia cho 2 giống như bài khi nãy chúng ta đã làm, cộng với 1 phần 3 nhân với lại cái này là sẽ là 3 nhân với 4 chia cho 2 cộng với chấm chấm cộng đến 1 phần 20 nhân với 20 nhân với 21 chia cho 2. Là chúng ta lại tính từng cái tổng một dựa theo cái tổng của dãy số cách đều đúng không? Và bằng 1 cộng với cái này thành 1 cộng với lại bao nhiêu? 2, 2 là hết. Cái này sẽ là còn 3 phần 2 cộng với 4 phần 2 cộng chấm chấm cộng đến bao nhiêu? 20, 20 là cộng đến 21 phần 2. Thế đến đây chúng ta sẽ làm như nào? Đến đây thì nó đã có cái mẫu đang là 2 chung rồi đúng không?
chúng ta sẽ quy đồng mẫu lên, cứ viết thành 2 trên 2 cộng với 3 trên 2 cộng 4 trên 2 cộng chấm chấm cộng đến 21 trên 2. Và đến đây có phải là chúng ta sẽ cộng cái phần tử lại với nhau là 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm chấm cộng đến 21 chia cho 2. Mẫu giữ nguyên đúng không? Bằng 2 cộng 3 cộng 4. Cái này, tổng này chúng ta sẽ có bao nhiêu số nhỉ? 21 trừ 2, 19. 19 cộng 1, 20. 20 số đúng không? 20 nhân với 21 cộng 2 là 23 chia cho 2 nhân 2 là bằng 223 nhân 2 chia 2, cái này rút gọn 22 là 10 là bằng 230 chia cho 2, 230 chia cho 2 được bằng 115. À ok, cái này phải bằng 115 chứ nhỉ? Đúng không? Cái này đáp án của chúng ta bằng 115. Ok, thế thì Hải Phú tính đúng rồi. Ok, sorry Hải Phú nha. 1, 2, 3 phần 2, 4 phần 2, cộng chấm chấm, cộng đến cái này, cộng lên, nó sẽ bằng, ok, 20 nhân 23 nhân 2, chia cho 2, là 10 nhân 23, 230 chia cho 2, 115, ok. Bài này đáp án sẽ là 115 nha. Hôm nay chúng ta sẽ chữa bài tập về nhà trước. Thế thì bài tập về nhà thì cô thấy hầu hết là các bạn làm bài 1 là đúng, nhưng mà bài 2 thì các bạn làm, một số bạn là làm bị tắt nhá. Thì chúng ta lưu ý giúp cô là khi mà chúng ta làm bài tập liên quan đến toán có lời văn thì các con phải trình bày chi tiết rõ ràng ra cho cô nhá. Không trình bày tắt một câu ra đáp án luôn. Nếu mà trình bày tắt một câu ra đáp án luôn thì nó sẽ giống như kiểu làm trắc nghiệm, đúng không? Mà bây giờ là mình đang học là toán có lời văn mà, chúng ta phải làm chi tiết ra chứ, đúng không? Đang làm giải toán mà. Thế thì như bài 1 thì là một câu tính toán bình thường thôi, đúng không? Nó cho các số phần ra. Học sinh giỏi chiếm 1/5 học sinh cả lớp, học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại và tính số học sinh mỗi loại. Thế thì bây giờ ta có số học sinh giỏi sẽ là chúng ta lấy 40 nhân với lại 1/5 sẽ bằng 8 học sinh. Tiếp theo đến số học sinh, số học sinh trung bình sẽ là 3/8 số học sinh còn lại, thì chúng ta tính số học sinh còn lại, chúng ta lấy 40 trừ đi 8 nhân với 3/8 sẽ bằng 12 học sinh. Giờ còn lại là số học sinh khá đúng không? Số học sinh khá sẽ là bao nhiêu? Lấy 40 trừ đi 8 trừ đi 12 bằng 20 học sinh. Ok. Bài đầu tiên của bài tập về nhà thì không có vấn đề gì. Cô thấy các bạn đều làm đúng hết nhá. Ok, học sinh mới. Ok, tiếp theo chúng ta có bài thứ hai, bài này có sau khi bán 3/7 số cam và 5 quả thì còn lại 31 quả, tính số cam mang đi bán. Bài này các con lưu ý là đọc kỹ đề giúp cô nhé. Bài này có hầu hết là các bạn làm đúng, có một vài bạn thì đang bị sai ở cái chỗ này. Đó là sau khi bán 3/7 số cam và 5 quả, có nghĩa là người bán đang bán đi bao nhiêu? 3/7 cộng với 5 quả đúng không? Thì nó mới còn lại là 31 quả. Thế thì chúng ta có thể tính được cái số phần còn lại tương ứng với bao nhiêu cam sau khi bán 3/7 số cam. Sau khi bán 3/7 số cam thì số phần còn lại sẽ là 4/7 đúng không? Và 4/7 này tương ứng với 5 quả cộng với lại 31 quả còn lại, có nghĩa là 36 quả. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ cầm một câu để lập luận, đó chính là
Ở đây là sau khi bán 3/7 số cam và 5 quả thì còn lại 31 quả. Có nghĩa là sau khi bán 3/7 số cam thì còn lại, sau khi bán đi 3/7 số cam thì còn lại lấy 31 quả còn lại cộng với 5 quả bán theo là 36 quả đúng không? Và 36 quả này, 36 quả còn lại tương ứng với số phần cam là 36 quả còn lại tương ứng với số phần cam là có 3/7 số cam thì còn 1 trừ đi 3/7 còn 4/7 đúng không? Chúng ta còn 4/7 số cam. Vậy số cam mang đi bán sẽ là 36 chia cho 4/7 và bằng 63 quả. Ở đây chúng ta sẽ mang đi bán là 63 quả cam. Lưu ý giúp cô nhé, khi chúng ta làm bài này, không làm tắt một bước ra luôn đáp án nhé. Chúng ta cần phải trình bày nó rõ ràng, chi tiết hơn một chút. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, ok. Ok nha. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua dạng bài rút gọn biểu thức. Và nó sẽ có một số câu liên quan đến phần tính toán nhanh. Một số câu liên quan đến tính toán nhanh thì ok. Hôm nay các con sẽ làm bài ra và ghi lại đáp án giúp cô nhá. Thì bài đầu tiên. Bài này, một bài tính toán thông thường. Các con sẽ lưu ý là làm bài cẩn thận, tính toán cho cẩn thận và giúp cô nhá, không bị nhầm dấu.